Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi chiều ngày 26 tháng 4 năm 2020 được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường của chúng tôi. Bản tin chiều hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bản giá vàng được cập nhật mới nhất vào đầu giờ chiều ngày hôm nay. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. Vào đầu giờ chiều ngày hôm nay thì giá vàng SJC tại các tổ chức lớn hầu như là không có biến động và treo ở mức cao. Đầu tiên là SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng. Chiều mua vào là 47 triệu 900 nghìn đồng trên một lượng, bán ra là 48 triệu 550 nghìn đồng trên một lượng. Tương đương mỗi chỉ vàng sẽ là 4 triệu 790 nghìn và 4 triệu 855 nghìn theo hai chiều mua vào và chiều bán ra. SJC Hà Nội, chiều mua vào là 47 triệu 900 nghìn đồng trên một lượng, bán ra là 48 triệu 570 nghìn đồng trên một lượng. Tương đương mỗi chỉ vàng sẽ là 4 triệu 790 nghìn và 4 triệu 857 nghìn theo hai chiều mua vào và chiều bán ra. Tại một số tổ chức khác, quý vị và các bạn vui lòng xem thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC tại các ngân hàng. Ngân hàng Eximbank, chiều mua vào là 47 triệu 900 nghìn đồng trên một lượng, bán ra là 48 triệu 400 nghìn đồng trên một lượng. Tương đương mỗi chỉ vàng này sẽ là 4 triệu 790 nghìn và 4 triệu 840 nghìn theo hai chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng TPBank Gold, chiều mua vào là 48 triệu 150 nghìn đồng trên một lượng, bán ra là 48 triệu 650 nghìn đồng trên một lượng, tăng 850 nghìn đồng trên một lượng ở chiều mua và tăng 450 nghìn đồng trên một lượng tại chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng sẽ là 4 triệu 815 nghìn và 4 triệu 865 nghìn theo chiều mua vào và chiều bán ra. Giá vàng SJC tại các ngân hàng khác, quý vị và các bạn vui lòng xem thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng ở một số thương hiệu vàng khác. Đầu tiên là nhẫn SJC 24K, chiều mua vào là 46 triệu đồng trên một lượng, bán ra là 46 triệu 850 nghìn đồng trên một lượng. Tương đương mỗi chỉ vàng này sẽ là 4 triệu 600 nghìn và 4 triệu 685 nghìn theo hai chiều mua vào và chiều bán ra. PNG nhẫn 24K, chiều mua vào là 46 triệu đồng trên một lượng, bán ra là 47 triệu 200 nghìn đồng trên một lượng. Tương đương mỗi chỉ vàng sẽ là 4 triệu 600 nghìn và 4 triệu 720 nghìn theo hai chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng SJC tại các tỉnh thành phố. Giá vàng SJC tại các tỉnh thành phố vào đầu giờ chiều ngày hôm nay thì không có biến động. Đầu tiên là giá vàng SJC Đà Nẵng. Giá mua vào là 47 triệu 900 nghìn đồng trên một lượng, bán ra là 48 triệu 570 nghìn đồng trên một lượng. SJC Nha Trang, chiều mua vào là 47 triệu 890 nghìn đồng trên một lượng, bán ra là 48 triệu 570 nghìn đồng trên một lượng. Giá vàng ở các tỉnh thành phố khác thì quý vị và các bạn vui lòng xem thêm vào bảng giá. Tiếp theo là giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC. Nhẫn bốn số 9 từ 1 đến 5 chỉ, chiều mua vào là 46 triệu đồng trên một lượng, bán ra là 46 triệu 850 nghìn đồng trên một lượng. Tương đương mỗi chỉ vàng sẽ là 4 triệu 600 nghìn và 4 triệu 685 nghìn theo chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng nữ trang bốn số 9, chiều mua vào là 45 triệu 550 nghìn đồng trên một lượng, bán ra là 46 triệu 550 nghìn đồng trên một lượng. Tương đương mỗi chỉ vàng này sẽ là 4 triệu 555 nghìn và 4 triệu 655 nghìn theo chiều mua vào và chiều bán ra. Thì không có sự thay đổi nào về giá ở cả chiều mua và chiều bán. Một số giá loại vàng khác như là vàng 24K, vàng 18K, vàng 14K và vàng 10K. Quý vị và các bạn vui lòng xem thêm ở bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin giá vàng buổi chiều ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bản tin tiếp theo.